Nắng gắt như thế này sẽ làm da mình đen sạm đi mất. Hazelin giới thiệu kem dưỡng làm trắng da chống nắng mới. Chất chống nắng SPF 20 bảo vệ da không bị ăn nắng. Vitamin E và tinh chất hoa hồng giúp da mềm mại. Đồng thời, bạn sẽ thấy da trắng mịn hẳn lên ngay sau khi sử dụng. Với Hazelin, bạn sẽ có làn da trắng mịn và không còn lo ngại da bị ăn nắng. Hazelin, cho vẻ đẹp tươi tắn như hoa.